Thần Y trở lại, Ngô Bình. Chương 81 cậu là ai? À, chị dâu chú tên là Đinh Vi, bà xã, đây là chú em thân thiết của anh, tên là Ngô Bình, chú ấy đã cứu mạng anh hai lần đấy. Chuyện của Tào vọng lần này cũng nhờ công của chú ấy. Đinh Vi là cô chủ của nhà họ Đinh ở tỉnh, nhà họ Đinh làm đại lý cho mấy chục thương hiệu xa xỉ phẩm và mấy hãng xe sang. Lý Quảng Long có được thành tựu như ngày hôm nay cũng nhờ công của gia đình bên vợ đinh vi đứng dậy rồi cười nói chú ngô chú đã cứu anh nhà chị hai lần chị kính chú một ly đinh vi rất thẳng thắn tử lượng cũng cao nên uống cạn ly rượu ngay ngô bình thấy thế thì cũng đành bấm bụng uống cạn rồi nói chị dâu khách sáo quá em với anh long thân nhân nên giúp đỡ là chuyện bình thường lý quảng long cười lớn nói hay lắm làm ly nữa lúc này đinh vi chợt lấy hai chiếc thẻ trong túi ra thẻ làm bằng bạch kim nên rất nặng Cô ấy đưa một chiếc cho Ngô Bình, một chiếc cho Ngô Mi, hai anh em này, nhà chị chuyên kinh doanh mặt hàng xa xỉ phẩm. Đây là thẻ thông dụng cả nước, hai anh em muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ này, mọi chi phí anh Long sẽ trả hết. Lý Quảng Long cười ha hả nói, đúng, hạn mức mỗi năm là 100 triệu. Nhưng hai anh em cả vừa phải thôi nhé, không anh sạt nghiệp mất. Ngô Mi nghe thấy thế thì không dám nhận, nhưng Ngô Bình thì nhận luôn cảm ơn chị dâu. Thấy anh mình nhận rồi, bấy giờ Ngô Mi mới dám cầm rồi cất tiếng cảm ơn. Mọi người trò chuyện thêm một lúc thì đồ ăn đã tới, nhưng họ chưa kịp động đũa thì đã có người đẩy cửa ra. Một người đàn ông trung niên tóc ngắn mặc đồ đời đường màu đen đi thẳng tới chỗ Lý Quảng Long. Lý Quảng Long trông thấy người đó thì đứng hình rồi lạnh giọng nói, tào vọng, ông đến đây làm gì? Người đàn ông này khoảng trên 40 tuổi, mặt nhỏ, người thấp, nhưng đôi mắt rất sáng, đó chính là tào vọng. Tào vọng cười nói, Lý Quảng Long, tôi vốn định xử anh rồi, nhưng không ngờ anh cũng có chút bản lĩnh đấy, nhờ được hẳn ông Tư nhà họ từ nói đỡ cho. Lý Quảng Long cười lạnh nói, Tào vọng, nếu ông Tư đã có lời rồi thì ông còn đến đây làm gì? Audio điện tử võ tấn bền Tào vọng xa sầm mặt quát, tôi chỉ đồng ý với ông Tư là không giết anh thôi, chứ vẫn phải cho anh một bài học. Lý Quảng Long nổi giận, Tào vọng, ông tưởng tôi sợ ông chắc, Tào vọng giơ tay vuốt cằm rồi nhìn chồng chọc vào Đinh Vi, vợ anh trông ngon phết nhỉ, tôi muốn ngủ với cô ta. Đinh Vi sầm mặt, nhưng không nói gì, cô ấy đã có chồng nên đương nhiên phải để chồng mình ra mặt. Lý Quảng Long bừng sát khí, anh ta đặt tay vào hông, nơi cất một khẩu súng ngắn. Ngô Bình chợt đứng dậy, sau đó kéo ghế ngồi ngay ngắn trước mặt Tào Vọng rồi cười hỏi, ông là Tào Vọng à? Tào Vọng liếc nhìn với vẻ coi thường, cậu là ai? Xong, Ông ta còn chưa nói hết câu thì Ngô Bình đã đặt tay lên vai ông ta. Tào Vọng cười khẩy, định dùng chân khí đẩy tay Ngô Bình ra, nhưng chợt có một luồng sức mạnh khó lường dội vào cánh tay của ông ta. Chân khí hộ thể của Tào Vọng vừa tiếp xúc với luồng sức mạnh ấy một cái là tan biến ngay, không còn sức phòng ngự nữa. Tào Vọng hoảng hốt, định sắp xếp lại phòng ngự nhưng đã muộn, chân khí của Ngô Bình đã xông vào huyệt đạo trên người ông ta rồi khống chế mọi thứ. Toàn thân Tào Vọng nhất thời vã mồ hôi lạnh, mặt ông ta trắng như tờ giấy, ông ta run rẩy nói, cậu bạn, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin cậu tha cho tôi. Tào vọng vô cùng sợ hãi, vì chỉ cần Ngô Bình tăng thêm một chút sức mạnh nữa thôi là ông ta sẽ bị phế bỏ tu vi ngay. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi định giết ông đấy, nhưng anh Long đã cản tôi. Nhưng thế nào ông lại từ dẫn xác tới, chương 82 chú em, chú mạnh thật đấy tào vọng tái mặt nói nếu tôi biết trước bên cạnh lý quảng long có một cao thủ như cậu thì chắc chắn sẽ không dám mò tới ngô bình tôi đến đây uống rượu nhưng lại bị ông làm mất hứng giờ ông định tính sao tào vọng vội nói cậu muốn thế nào cũng được ngô bình rất hài lòng nói ông cũng là người có máu mặt ở tỉnh nên hôm nay tôi sẽ tha cho ông giờ ông chỉ cần đến quầy thanh toán cho bàn tôi là được suốt lời ngô bình lập tức buông tay Tào Vọng nhảy dựng lên rồi nhìn thật sâu vào Ngô Bình, sau đó chắp tay nói, "Cảm ơn cậu đã khai ân, dứt lời, ông ta bỏ đi ngay." Lý Quảng Long kinh ngạc hỏi, "Chú em, chú vừa làm gì ông ta thế?" Ngô Bình đáp, "Có gì đâu, nếu ông ta còn cứng miệng thì em sẽ phế bỏ tu vi ngay lập tức." Lý Quảng Long run lên, anh ta không ngờ tu vi của Ngô Bình lại cao đến vậy, thậm chí còn dễ dàng phế bỏ tu vi của Tào Vọng một trong các tứ hiêu ở Tỉnh. "Chú em chú mạnh thật đấy, Lý Quảng Long nâng ly rồi uống cạn. Ninh Vi cũng rất ngạc nhiên, trước đó Ngô Bình chỉ thể hiện tài y thuật thôi, hôm nay lại lộ ra có võ công cao cường nữa, cô ấy thấy vừa kính trọng vừa nể phục nên lại kính Ngô Bình thêm một ly nữa. Ăn cơm xong, gia đình Lý Quảng Long đã dẫn hai anh em Ngô Bình đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở tỉnh, sau đó lại đến một khách sạn dùng bữa. Khi trời đã tối hẳn, Ngô Nghi theo Đinh Vi về nhà nghỉ ngơi trước. Ngô Bình vốn định đi gặp mấy người bạn của Lý Quảng Long, nhưng chủ võ quán Thái Nhất là Quách Nguyên Khôn đã gọi và nặng nặc mời anh đi ăn khuya nên Ngô Bình đành đồng ý. Lý Quảng Long đang rảnh nên đòi đi cùng, vì vậy Ngô Bình đành dẫn anh ta cùng cương tử đến võ quán Thái Nhất. Ban ngày ở đây là võ quán, nhưng tới đêm lại thành quán ăn, trước cửa có treo biển quán nướng. Quách Nguyên Khôn và mấy đệ tử đang chờ Ngô Bình, thấy anh tới, họ lập tức đứng dậy chào đón. Ha ha, thầy Ngô Cậu đến rồi à? Chúng tôi chờ cậu mãi." Quách Nguyên Khôn bật cười rồi lập tức gọi người mang đồ ăn lên. Ngô Bình giới thiệu cho họ về Lý Quảng Long, vừa nghe thấy tên của anh ta, Quách Nguyên Khôn đã ngẩn người rồi nói, "Ra là anh Long, nghe danh đã lâu." Lý Quảng Long cười nói, "Gặp gỡ thì đều là anh em, tôi đến ăn uống chùa thôi." Thấy Lý Quảng Long bông đùa như vậy, bầu không khí chợt náo nhiệt lên hẳn, mọi người lập tức nâng ly. Sau đó, Họ đã nói đến chuyện Tào Vọng và ông Ba Nhà Họ Từ, Quách Nguyên Khôn lập tức buôn chuyện. Ông ta nói ông Ba Nhà Họ Từ chưa phải cao thủ đỉnh nhất của tỉnh, nếu nhắc đến cao thủ thì phải kể tới Tông Sư Cảnh Giới Thần Chu Phật Sinh. Nghe nói lý do ông Ba Nhà Họ Từ lập một môn phái khác ở Vân Kinh là để tránh Chu Phật Sinh. Bên dưới Chu Phật Sinh còn hai người nữa, một là đệ tử Tục Gia Trương Hàn Thủy của Đại Thiên Tự, Ngoại Công Thanh Thuần, Tinh Thông Ba Môn Tuyệt Kỹ của Đại Thiên Tự. Nhiều người trong giang hồ tưởng thực lực của Trương Hàn Thủy thua Chu Phật Sinh, đó là vì ngoại công nên mới thua Chu Phật Sinh về danh tiếng. Người thứ hai là đệ tử tục gia mạnh hồi phong của Võ Đăng, tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới khí đỉnh phong, da thịt rắn chắc đến mức chống lại cả đạn súng, đến Chu Phật Sinh cũng phải rè chừng. Trương 83 được đấy, xem ra cậu lại được làm cậu ấm tiếp rồi nhỉ. Ba người này đều thuốc tứ hiêu, trong số đó Tào Vọng là người có tu thấp nhất, nghe nói có hai người khác trong tứ hưu đã đạt đến trình độ phóng chân khí ra ngoài rồi đương nhiên tứ hưu cũng có các cao thủ cảnh giới khí chỉ là không nổi tiếng vì bị những người phía trên chèn ép nên không thể xuất đầu lộ diện được mấy người họ vừa uống rượu vừa trò chuyện không biết trời đã tờ mờ sáng từ lúc nào người trên phó cũng thưa thất dần gió đêm xe lạnh ngô bình chuẩn bị về nghỉ thì điện thoại chợt đổ chuông anh cầm lên xem thì lấy là số lạ gọi tới anh đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy một giọng nói rất khách sáo của đàn ông vang lên cậu ngô phải không vâng ai vậy ạ à? ngô bình hỏi lại tôi là từ quý phi cậu mới chữa khỏi bệnh cho bố tôi đấy người đó đáp ngô bình giật mình hỏi ông là ông ba nhà họ từ ư ha ha đúng vậy nay tôi gọi cho cậu là vì con gái của tôi có bệnh trong người tôi đã mời rất nhiều bác sĩ đến rồi mà không ai phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu có vài người chữa trị rồi nhưng cũng không có kết quả gì. tôi biết cậu có tài chữa bệnh xuất thần, nếu cậu rảnh thì có thể đến Vân Kinh một chuyến được không? Ngô Bình cũng đang định đến Vân Kinh nên đồng ý luôn. được, ngày mai tôi sẽ đến. Từ Quý Phi mừng rỡ nói cảm ơn cậu. khi nào cậu đến thì tôi sẽ cho người đi đón. nói thêm vài câu nữa rồi Từ Quý Phi ngắt máy. trong lúc nói chuyện, Ngô Bình không hề cảm thấy ông ấy có vẻ kiêu ngạo của cao thủ cảnh giới thần. ngược lại ông ấy còn rất hòa nhã. Xem ra khéo mai phải về rồi, Ngô Bình nghĩ thầm. Sau khi cơm no rượu say, đám quách nguyên khôn đã gục, Lý Quảng Long cũng lờ đờ rồi, chỉ có Ngô Bình là vẫn tỉnh táo. Tối đó, sau khi về nhà họ Lý, Ngô Bình đã ra sân tu luyện đến tận khi trời sáng bảnh. Sáng sớm hôm sau, anh chào tạm biệt gia đình Lý Quảng Long, lúc này anh ta vẫn đang nửa tỉnh nửa mê nên chỉ có Đinh Vi Tiến hai anh em Ngô Bình. Huyện Minh Dương nằm giữa tỉnh và Vân Kinh, Cả đoạn đường khoảng hơn 500 km, vừa hay Ngô Bình có thể tạt qua nhà một lúc. Chu Viễn Sơn và Lâm Mỹ Kiều đều cần được chữa trị tiếp, hơn nữa còn phải cho Ngô Mi về đi học. Khi hai anh em về đến huyện Minh Dương thì đã 10 giờ trưa, Ngô Bình đi châm cứu cho Chu Viễn Sơn và đổi toa thuốc cho ông ấy trước, sau đó lại đến châm cứu cho Lâm Mỹ Kiều thêm nửa tiếng nữa. Chờ khi anh điều trị cho Trương Lệ thì phát hiện tế bào ung thư của bà đã bé hơn một nửa, sắc mặt của bà cũng hồng hào hơn. Anh đổi toa thuốc rồi bảo bà tiếp tục sắc uống. Anh đoán chỉ khoảng nửa tháng nữa là bệnh của mẹ mình sẽ khỏi hẳn. Trước lúc đi, Ngô Bình dặn cương tử phải đưa Ngô Mi đi học hàng ngày, sau đó anh mới ngồi tàu cao tốc đến Vân Kinh. Lúc ở trên tàu, anh đã gọi cho Lưu Tuấn Phi, báo mình sắp đến Vân Kinh. Anh ấy bảo sẽ đi đón Ngô Bình, tối nay còn có một bữa tiệc quan trọng cần Ngô Bình tham gia. Khi Ngô Bình đến Vân Kinh thì đã hơn 3 giờ chiều quả nhiên Lưu Tuấn Phi đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Hiện giờ, trông Lưu Tuấn Phi đã khác hẳn lúc trước rồi. Bây giờ, anh ấy lái một chiếc xe sang mấy triệu, đeo đồng hồ hàng hiệu, đến đồ mặc trên người cũng là hàng thiết kế riêng. Anh Bình, vừa thấy Ngô Bình một cái, Lưu Tuấn Phi chạy ngay tới rồi ôm chầm lấy Ngô Bình. Ngô Bình nói, được đấy, xem ra cậu lại được làm cậu ấm tiếp rồi nhỉ. Trường 84 tôi vào trong được không? Lưu Tuấn Phi cười he he nói, cũng nhờ anh Bình giúp, đi, đến nhà em thôi. Ngô Bình xua tay, anh còn có việc, cậu cứ bận việc của mình đi, tối gặp. Lưu Tuấn Phi hỏi, anh bận việc gì thế? Đi gặp cô đường à? Ngô Bình, không, đi khám bệnh. Lưu Tuấn Phi lập tức tắt hứng nói, thế thôi để em bảo tài xế đưa anh đi. Anh đừng quên buổi tụ tập tối nay nhé, các hoa khôi đều đến đấy. Anh ấy cho một chiếc xe khác đưa Ngô Bình đi, còn mình thì về trước. Ngô Bình chào Lư Tuấn Phi, chiếc xe lăn bánh về khu phố cổ của Vân Kinh, cuối cùng thì dừng trước một căn nhà rất phổ thông. Xe vừa dừng thì đã có một người thanh niên khoảng 30 tuổi đi ra, vừa gặp, Ngô Bình biết ngay người đó là cao thủ cảnh giới khí. Người thanh niên vội hỏi, "Cậu Ngô phải không?" Ngô Bình gật đầu, "Đúng. Mời cậu, thầy tôi đang chờ cậu rồi." Ngô Bình đi vào nhà thì thấy đây là một ngôi nhà hai tầng rất bình thường. Lúc này có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách ở tầng 1, ông ấy khoảng hơn 40 tuổi, vóc dáng cân đối, trông không có khí thế gì cả. Nhưng Ngô Bình biết đây chính là ông ba nhà họ Từ tông sư cảnh giới thần. Tu vi đến cảnh giới thần thì khí thức rất kín đáo, trông không khác gì người bình thường. Từ Quý phi đứng dậy chào hỏi, "Cậu Ngô, phiền cậu rồi." Hai người bắt tay, Ngô Bình cảm thấy chân khí của đối phương lúc ẩn lúc hiện, khi tấn công kẻ thù thì sẽ có uy lực dũng mãnh điều này khiến anh thầm thấy bội phục tu vi của ông ấy từ quý phi cũng cảm nhận được chân khí của ngô bình huyền diệu khó lường biến ảo kỳ diệu ông ấy sáng mắt lên nói cậu ngô còn là cao thủ cảnh giới khí nữa đúng là hiếm có ngô bình ông ba quá khen từ quý phi mời ngô bình ngồi người thanh niên bưng trà lên từ quý phi nói tôi mời cậu đến đây là vì bệnh của con gái tôi ngô bình nói ông ba cứ nói từ Quý phi gật đầu rồi kể rõ bệnh tình của con gái mình cho Ngô Bình nghe. Hóa ra ông ấy có một cô con gái tên là Từ Chân Chân, vì quá đam mê võ thuật nên 35 tuổi, ông ấy mới lấy vợ sinh con, sau khi có con gái rồi thì rất thương chiều. Có thể nói con gái là người mà Từ Quý phi quan tâm nhất đời. Khoảng một tuần trước, Từ Chân Chân đột nhiên không thiết tha ăn uống, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng sách, có hôm đêm cũng không ngủ. Ban đầu, Từ Quý phi không để tâm cứ tưởng con gái mình bị đau dạ dày hơn nữa ông ấy là tông sư cảnh giới thần nên chỉ thoáng nhìn là biết sức khỏe của con gái mình không làm sao rõ ràng cô bé vẫn khỏe mạnh bình thường ba hôm sau tinh thần của từ chân chân bắt đầu trở nên hoảng loạn mắt cô ấy trợn trừng ai nhìn cũng thấy là có vấn đề bây giờ từ quý phi mới cuốn lên mời các bác sĩ đến khám nhưng mãi mà vẫn không có kết quả gì thấy tinh thần của từ chân chân ngày một xa suốt cơ thể cũng gầy yếu từ quý phi vô cùng xót xa. Cho tới hôm nọ, ông ấy nghe nói có một người thanh niên đã chữa khỏi bệnh cho bố mình nên mới nhờ Ngô Bình đến khám cho từ chân chân. Vì thế, ông ấy đã gọi cho em trai mình là ông Tư để xin số điện thoại của Ngô Bình, sau đó gọi cho anh. Nghe từ quý phi nói xong, Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi, bệnh nhân đâu ạ? À? Từ quý phi chỉ tay vào phòng sách, vẫn ở trong phòng sách, tôi giàu hết cả người có thể khiến một tông sư cảnh giới thần buồn bã đến mức này thì chuyện quả thực nghiêm trọng rồi. Ngô Bình, tôi vào trong được không?" Từ Quý phi gật đầu, ông ấy đi đến trước cửa phòng sách rồi gõ cửa, chân chân, bố dẫn một người bạn đến gặp con này. Một lúc sau, có một giọng nói yếu ớt vang lên, "Vào đi." Chương 85, đói quá. Từ Quý phi mở cửa, Ngô Bình nhìn thấy một phòng sách mang phong cách cổ xưa trên tường treo đầy chữ viết của những người nổi tiếng. Có một cô thiếu nữ đang ngồi sau bàn sách, cô bé khoảng 15 tuổi, trông rất xinh đẹp, mái tóc dài, đôi mắt to tròn. Dù có người bước vào, nhưng cô bé không thèm chú ý, mà vẫn dán mắt lên một cuốn sách cổ trên bàn. Từ Quý Phi nói, từ nhỏ, chân chân đã thích siêu tầm sách cổ, sách ở đây đều là tôi thu thập cho con bé. Ngô Bình quan sát từ chân chân bằng con mắt nhà nghề của bác sĩ, anh phát hiện sức khỏe của cô bé vẫn bình thường, nhưng tinh thần thì có vấn đề lớn nếu cứ để thế này thì e cô bé sẽ bị trầm cảm mất rất nhiều bệnh án lướt qua đầu ngô bình nhưng anh vẫn chưa tìm thấy một tiền lệ nào trước đó anh mỉm cười bước đến gần bàn rồi nhìn cuốn sách cổ nói chân chân em đang đọc sách gì thế từ chân chân gật sách lại rồi hờ hững đáp sách của một tài tử ở thời minh đây là sách do ông ấy viết trên đời chỉ có một cuốn duy nhất thôi ngô bình gật đầu chắc ông ấy giỏi lắm nhỉ đương nhiên ba tuổi ông ấy đã biết đọc rồi lên 4 thì biết viết, 10 tuổi thi đậu tú tài, 15 tuổi thì làm cử nhân. Tiếc là sức khỏe của ông ấy không tốt nên vài năm sau đã qua đời rồi, nếu không chắc chắn ông ấy sẽ đỗ đạt cao lắm. Trong lúc Từ Chân Chân nói chuyện, Ngô Bình đã khởi động con mắt xuyên thấu để nhìn cuốn sách cổ, nhưng anh không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào, vậy rốt cuộc vấn đề ở đâu đây? Bỗng Ngô Bình nhớ đến một bệnh án, có một cô gái sau khi nhìn thấy ảnh của một tài tử xong thì ngày nhớ đêm mong, không thiết ăn uống tình trạng cũng tương tự như từ chân chân anh cười nói vậy thôi anh không làm phiền em nữa anh ra hiệu cho từ quý phi đi ra ngoài sau đó đóng cửa phòng sách lại từ quý phi vội hỏi cậu ngô cậu phát hiện ra điều gì không ngô bình gật đầu có một chút manh mối nhưng tôi chưa chắc lắm anh kéo một chiếc ghế đến gần cửa phòng sách sau đó ra hiệu cho từ quý phi giữ im lặng từ quý phi thấy kỳ lạ không biết đây là kiểu chữa trị gì nhưng vẫn phối hợp với ngô bình không nói gì hết khoảng nửa tiếng sau ngô bình thấy trong phòng im ắng anh lập tức khởi động con mắt xuyên thấu để quan sát từ chân chân ở bên trong lúc này anh thấy từ chân chân đang nửa mê nửa tỉnh đôi mắt cô bé mơ màng gương mặt thì mỉm cười dịu dàng anh đã nhìn thấy giấc mộng của từ chân chân cô đang vui đùa với một cậu thiếu niên anh tuấn hai người cười nói vui vẻ đây chính là một năng lực khác của đôi mắt xuyên thấu có thể nhìn thấy cả giấc mơ của người khác. Biết ngay mà, Ngô Bình sáng mắt lên. Từ Quý Phi hỏi ngay, cậu Ngô, cậu biết gì cơ? Ngô Bình cười nói, tôi có thể chữa được bệnh của cô nhà. Dứt lời, anh mở cửa phòng sách ra rồi đi vào gọi to, từ chân chân. Từ chân chân đang mơ màng thì lập tức giật bắn mình, cô bé đã hoàn toàn tỉnh táo. Ngô Bình bước tới điểm vào nghi tâm của cô bé, đồng thời bấm tay niệm thần chú, sau đó anh bắt đầu khua múa tay trước mặt cô bé. Đôi mắt của từ chân chân lại trở nên mơ màng, một lát sau từ chân chân đã bị ngô bình thôi miên. Thủ thuật thôi miên thường được dùng trong điều trị tâm lý, cách này mang lại hiệu quả rất cao. Sau khi thôi miên từ chân chân xong, ngô bình thì thầm bên tai cô bé, sau đó anh búng ngón tay nói tỉnh. Từ chân chân mở choàng mắt, sau đó cau mày nói đói quá. Từ quý phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, biết đói là tốt rồi, con muốn ăn gì để bố nấu cho từ chân chân đáp con muốn ăn một bữa hoành tráng mình ra ngoài ăn đi được được ra ngoài ăn từ quý phi cười lớn biết con gái mình đã bình thường trở lại rồi từ quý phi mời ngô bình đi cùng nhưng anh đã từ chối vì lát nữa còn đi gặp lư tuấn phi lúc tài xế chuẩn bị xe từ quý phi nhỏ giọng nói cậu ngô con gái tôi đã bình thường hẳn chưa ngô bình gật đầu rồi thậm chí cô bé đã quên luôn tài tử kia rồi. À, ông hãy cất hết các cuốn sách của kia đi, đừng cho cô bé đọc nữa. chương 86 cậu còn nhớ Đinh Sâm không? Từ quý phi vội đồng ý ngay, cậu ngô đúng là thần y, tôi đây bái phục. Ngô Bình cười trừ, thần y gì đâu, ông ba, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Từ quý phi cười nói, cậu đã cứu chân chân, tôi cảm kích vô cùng. Nếu cậu không chê thì sau này cứ gọi tôi là anh ba ngô bình mỉm cười được chào anh ba từ quý phi đắc ý cười lớn tốt nếu tối nay chú em rảnh thì anh sẽ mời chú đi uống rượu ngô bình đáp em mong còn không được nữa là sau khi chào tạm biệt nhau tài xế đã đưa ngô bình đến chỗ của lư tuấn phi bây giờ nhà họ lư đã trở thành gia tộc hào môn ở vân kinh rồi nên đương nhiên nơi ở cũng không tầm thường mà là một căn biệt thự độc lập chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự hoa viên một quản gia đã đứng chờ sẵn bên ngoài, là Lưu Tuấn Phi bảo ông ấy ra ngoài chờ Ngô Bình. Ngô Bình vừa xuống xe thì quản gia đã lên nghênh đón ngay, sau đó cười hỏi cậu Ngô phải không ạ? Ngô Bình gật đầu. Tuấn Phi đâu? Quản gia đáp cậu chủ vừa đi ra ngoài, một lát nữa sẽ về nên bảo tôi chờ cậu ở ngoài này. Nói rồi quản gia mời Ngô Bình vào nhà. Cửa vừa mở thì đã có tiếng nhạc ẩm ý vang lên. Trong phòng khách lúc này phải có cả chục đôi nam nữ và các bạn học thời đại học của Ngô Bình. Bốn cô gái đang ngồi trò chuyện ở gần cửa ra vào nhất đã nhìn thấy Ngô Bình đầu tiên. Trong bốn cô gái đó, có một người rất đẹp, mái tóc dài gợn sóng, cô ấy mặc một chiếc váy da màu đen kết hợp với áo hai dây cùng màu, đeo khuyên tai và đánh mắt màu tím. "Ơ, Ngô Bình đúng không nhỉ?" một cô gái tóc ngắn hơi mũm mĩm lên tiếng. Một cô gái tóc dài khác đáp, "Đúng là Ngô Bình đấy." Cậu ta đang ngồi tù cơm mà, sao lại xuất hiện ở đây? Có cần chào hỏi không nhờ?" một cô gái gầy khắc hỏi. Cô gái mập mạp vội lắc đầu, "Không cần đâu, người vào tù ra tội khiếp lắm, tránh cậu ta xa ra." Vì thế, bọn họ đều ngoảnh đi chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy Ngô Bình. Nhưng cô gái tóc gợn sóng lại đứng dậy rồi tươi cười bước tới, "Ngô Bình." Ngô Bình vừa nhìn thì đã nhận ra cô gái ấy ngay. Cô ấy là Tô Văn, hoa khôi trong lớp anh ngày xưa nhưng có tin đồn là đời sống riêng tư của ả khá phức tạp thường xuyên qua lại với đàn ông nhưng sự thật thì đám con trai vẫn coi ả là người tình trong mộc song không mấy ai dám bày tỏ tô văn lâu rồi không gặp ngô bình nói tô văn quan sát ngô bình thấy anh ăn vẫn đơn giản vẫn mang phong cách của ngày xưa nhưng khí chất của anh thì đã khác hoàn toàn hình như anh đã tự tin hơn cậu ra ngoài khi nào thế tô văn hỏi thẳng không hề né tránh việc ngô bình đi tù cũng mới thôi, Ngô Bình cũng thoải mái đáp. Tô Văn cười nói, qua đây ngồi đi. Ả à, dẫn Ngô Bình tới một góc trống, sau đó đưa cho anh một điếu thuốc, Ngô Bình nhận lấy mà vẫn thấy hơi lạ. Hồi còn đi học, Tô Văn chẳng bao giờ để mắt đến anh, không biết hôm nay ả à, kéo anh ra đây là có ý đồ gì. "Này, lát cậu giúp tôi một việc nhé." Tô Văn thì thầm. Ngô Bình cười đáp, "Được thôi, cần tôi giúp gì?" "Tô Văn, cậu còn nhớ Đinh Sâm không?" Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp có, cậu ấm trong lớp mình, nhà siêu giàu đấy. Tô Văn, đúng rồi, tên giờ ấy dạo này đang tán tôi, làm tôi phiền muốn chết. Lát nữa, cậu ta đến thì cậu cứ nói cậu là bạn trai tôi nhé. Cậu từng đi tù, chắc cậu ta sẽ sợ lắm. Ngô Bình phát hoảng, hóa ra Tô Văn định nhờ anh đóng giả bạn trai, mục đích là dùng chuyện anh từng đi tù để dọa Đinh Sâm. Chương 87 mẹ kiếp, mày tưởng mình là ai hả? có cần thiết không? anh nói cậu không thích thì cứ từ chối thôi. tô văn sắp tốt nghiệp rồi mà nhưng cậu ta bám tôi như keo dàn ý không thể rứt ra được. xin cậu đấy, xong việc tôi sẽ mời cậu đi uống rượu. ngô bình ngẫm nghĩ rồi đành gật đầu được rồi. tô văn tươi cười cảm ơn. đúng lúc này đã có ba người đàn ông bước vào rồi ngồi xuống phía đối diện họ. ngô bình chỉ quen một người trong số này đó chính là bạn học cũ của anh tên là vương kiêu đằng. Hồi học đại học, Ngô Bình có khá nhiều bạn, nhưng kẻ thù chỉ có một, đó chính là Vương Kiêu Đằng này. Ngày xưa, họ cùng theo đuổi tôn tinh, cuối cùng thì Ngô Bình thắng. Từ đó trở đi, Vương Kiêu Đằng luôn ghét Ngô Bình, thường xuyên gây sự với anh. Nay thì bảo anh trộm đồ, mai thì kêu anh nhìn lén nhà vệ sinh nữ. Sau vài lần, Ngô Bình không nhịn được nữa mà đánh cho hắn một trận tơi bởi khói lửa, từ đó hắn mới yên phận. Wow, đây không phải phạm nhân Ngô Bình hay sao? ra tù khi nào thế, Vương Kiêu Đằng lớn giọng nói, cố ý để những người khác nghe thấy. Quả nhiên, mọi người ở xung quanh đã chú ý tới phía này. Là Ngô Bình kia, sao cậu ta lại đến đây, đang ngồi tù cơ mà. Không lẽ được thả rồi. Cậu Lư thật là, mời cậu ta đến đây làm gì cơ chứ. Mọi người bắt đầu bàn tán và dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Ngô Bình. Ngô Bình biết Vương Kiêu Đằng đang cố ý gây sự, nhưng bây giờ anh không còn là cậu sinh viên ngây ngô năm nào nữa, Vương Kiêu Đằng, tôi với cậu không thân thiết nên không cần chào hỏi với tôi đâu. Vương Kiêu Đằng cười khẩy nói, chào hỏi á, à, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đến nói chuyện với người đẹp tô đấy chứ, ải rảnh để mắt đến cậu. Tô Văn đang nhờ Ngô Bình giúp mình thì Vương Kiêu Đằng chạy tới gây rối. à lập tức khoác tay Ngô Bình rồi nói, Vương Kiêu Đằng, giờ Ngô Bình là bạn trai của tôi, cậu đừng động vào anh ấy. Vương Kiêu Đằng biến sắc mặt, họ sắp tốt nghiệp rồi, hắn đang định cố gắng theo đuổi Tô Văn, mà hình như ả à cũng có ý với hắn, ai ngờ đâu Ngô Bình lại nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn chỉ tay vào mặt Ngô Bình rồi quát, Tô Văn, cậu nhìn cho rõ đi. Cậu ta là người vào tù ra tội, sao cậu lại chọn hạng người ấy làm bạn trai chứ? Tại tôi thích anh ấy, liên quan gì đến cậu, Tô Văn chừng mắt, sau đó còn ngả đầu vào vai Ngô Bình, cố tình trêu ngươi Vương Kiêu Đằng. Vương Kiêu Đằng tức muốn nổ phổi, Hắn lườm ngô bình rồi cười lạnh nói, ngô bình, cậu được tham gia buổi tụ họp hôm nay là vì cậu lưu nể tình xưa nghĩa cũ, nếu tôi mà là cậu thì không dám vác mặt đến đâu. Ngô bình cao mày rồi lạnh giọng nói, vương kiêu đằng, tôi không có hứng để mắt đến hạng tép siêu như cậu, nhưng nếu cậu cứ lởn vờn trước mặt tôi thì tôi cũng không ngại cho cậu một trận như từ đâu. Cái gì, mẹ kiếp, mày tưởng mình là ai hả, vương kiêu đằng chửi bới, mày chỉ là một thằng tù tội thôi, có tư cách gì mà đánh tao. Ai cho mày dũng khí thế hả? Tưởng núp dưới cái bóng của cậu Lư thì giỏi lắm chắc. Vương Kiêu đằng cười lạnh nói, tao nói cho mày biết, hôm qua tao vừa ngồi uống với cậu Lư xong, giờ bọn tao thân nhau lắm. Cậu Lư nhìn thấy thằng tù tội như mày là phát bực rồi, nếu tao là mày thì đã chim cút lâu rồi, đỡ làm ảnh hưởng đến người khác. Một người ở cạnh đó cũng phụ họa theo, đúng đấy, cậu Lư đã hứa giao việc lắp đặt trang thiết bị của mấy căn nhà cho chúng tôi làm rồi chương 88 ngô bình bình thản như không, quên ư. Vương Kiêu Đằng Đắc ý nói, mày có biết lắp trang thiết bị một tòa nhà sẽ kiếm được bao nhiêu không? Hắn giơ một ngón tay lên, ít nhất là một triệu. Ngô Bình nhìn Vương Kiêu Đằng như một tên ngốc rồi nói, cậu nhớ nhầm rồi, chắc chắn Lư Tuấn Phi sẽ không làm ăn với cậu đâu. Vương Kiêu Đằng cười lạnh, ghen tị à, ha ha, cậu Lư đã thống nhất việc này với tao rồi, cùng lắm thì tao chỉ mất ba tháng để kiếm được năm triệu thôi. Tô Văn không nhịn được nói, cậu kiếm được 5 triệu thì liên quan gì đến Ngô Bình? Vương Kiêu Đằng cười lạnh đáp, có liên quan chứ, vì tôi sẽ được thấy nó ghen tị với mình. Đúng lúc này, cửa chợt mở toang, Lư Tuấn Phi dẫn theo một cô gái ăn xinh đẹp sành điệu bước vào. Vừa nhìn thấy anh ấy, không ít người đã đứng dậy chào hỏi, Vương Kiêu Đằng chạy tới nhanh nhất rồi cười nói, cậu Lư, cậu về rồi à? Lư Tuấn Phi không thèm để mắt đến Vương Kiêu Đằng, mà đi thẳng tới chỗ Ngô Bình rồi cười nói, anh Bình, em đi đón bạn nên về muộn, không kịp ra đón anh. Ngô Bình, anh em với nhau còn khách sáo thế. Tất cả mọi người đều ngây ra, sao cậu Lư lại gọi Ngô Bình là anh? Vương Kiêu Đằng phát hoảng, hắn bắt đầu thấy trột giả vì có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Ngô Bình đã lên tiếng, Tuấn Phi, cậu giao việc lắp đặt trang thiết bị của mấy tòa nhà cho Vương Kiêu Đằng à. Lư Tuấn Phi cười đáp vâng, là bạn học với nhau cả, nên em cho họ làm ngô bình chỉ vào vương kiêu đằng và hai người đàn ông ngồi cạnh hắn rồi nói bọn họ ư lưu tuấn phi gật đầu đúng rồi anh ngô bình nói đây là việc quan trọng tôi thấy nên đổi chỗ khác chuyên thi công thì tốt hơn lưu tuấn phi nghe thấy thế thì biết ngay có biến mặt anh ấy xa sầm nhìn về phía vương kiêu đằng vương kiêu đằng cậu chọc giận anh bình đấy à tô văn thấy lưu tuấn phi tôn trọng ngô bình như vậy thì vừa ngạc nhiên vừa nổi hứng bà nói, ban nãy, đám Vương Kiêu Đằng luôn miệng gọi Ngô Bình là tội phạm với tù nhân, xong còn liên tục đuổi anh ấy đi, đúng là hống hách. Vương Kiêu Đằng như sắp khóc đến nơi, hắn vội nói, cậu Lư, tôi không. Lư Tuấn Phi sầm mặt quát cút, biến khỏi đây ngay. Vương Kiêu Đằng còn định nói gì đó, nhưng đã có mấy người đô con tiến tới lôi hắn và hai người đi cùng ra ngoài, mặc cho họ cầu xin thế nào thì Lư Tuấn Phi cũng không thèm quan tâm. Anh Bình, anh đừng giận em quên mất thằng này từng có xích mích với anh, Lưu Tuấn Phi cười trừ. Ngô Bình bình thản như không, quên ư. Lúc này, cô gái xinh đẹp sành điệu ở sau lưng Lưu Tuấn Phi chợt cười nói, anh Bình, em là lãnh như yên, Tuấn Phi hay kể về anh lắm mà hôm nay em mới được gặp anh, nói rồi, cô ấy giờ bàn tay trắng như tuyết ra. Ngô Bình đứng dậy bắt tay với cô ấy, bàn tay của lãnh như yên rất mềm mại. Cô ấy mặc bộ sườn xám màu đỏ, đi giày cao gót, vóc dáng đẹp hết chỗ chê, ánh hào quang tỏa ra khắp bốn phía. Lư Tuấn Phi cười nói, anh Bình, Như Yên là bạn của em, em vừa đi đón cô ấy. Lãnh Như Yên cười nói, em đến Vân Linh có chút việc, tiện thể qua gặp Tuấn Phi một lát. Bọn họ đang nói chuyện thì có một người thanh niên bước nhanh tới, vừa nhìn thấy Tô Văn thì mắt người đó sáng lên, Tô Văn, anh tìm em nãy giờ. Đó chính là cậu ấm Đinh Sâm, gã vẫn phách lối như ngày nào. chương 89 anh Bình, anh gây ra họa lớn rồi." Đinh Sâm cũng nhìn thấy Lãnh Như Yên, gã lập tức xứng sờ vì thấy cô ấy còn đẹp hơn cả Tô Văn, cho nên vội hỏi Lưu Tuấn phi, Tuấn phi, người đẹp này là ai thế?" Lưu Tuấn phi cười đáp, "Cậu Đinh, chúng tôi đang nói chuyện, cậu ra chỗ khác ngồi đi." Đinh Sâm cười nói, "Việc quan trọng gì à mà tôi không nghe được?" Gã vẫn mặt dày ngồi cạnh Tô Văn. Tô Văn lập tức ngồi sát vào người Ngô Bình rồi nói, "Đinh Sâm, sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa." tôi đã có bạn trai rồi đinh sâm ngẩn ra rồi nhìn về phía ngô bình gã cau mày nói tô văn cậu đùa đấy à thằng này bị trường đuổi học vì ngồi tù mà nó là bạn trai em ư lãnh như yên thấy hơi ngạc nhiên khi biết ngô bình từng ngồi tù tô văn hừ nói ngồi tù thì đã làm sao tôi thích thế đấy vậy mới có khí phách đinh sâm tức đến mức bật cười tô văn em nói thật ư tô văn chứ sao Đinh Sâm đứng dậy rồi chỉ tay vào mặt Ngô Bình, mắng, thằng kia, tao đếm đến ba mà mày không cuốn xéo ngay thì tao sẽ tống mày vào tù lại trong vòng một tiếng nữa. Thái độ của gã ngông nghênh, tay còn chỉ thẳng vào mặt Ngô Bình. Lư Tuấn phi cau mày rồi kéo Đinh Sâm lại, cậu Đinh, nể mặt tôi chút đi, anh Bình là anh em tốt của tôi. Đinh Sâm hất tay Lư Tuấn Phi ra rồi lạnh giọng nói, họ Lư kia, người khác không biết tôi thì thôi, mẹ kiếp cậu cũng không biết luôn hả? đừng ai nhúng tay vào chuyện này, không thì đừng trách tôi là ác. Lư Tuấn Phi có vẻ khó xử, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đinh Sâm lại chỉ vào mặt Ngô Bình, thằng kia, mày có biến đi không thì bảo, gã cầm cái gà tàn ở trên bàn lên định đập vào đầu Ngô Bình. Nhưng gã vừa giơ tay lên thì đã bị Ngô Bình đá cho một phát, sau đó anh đi tới xách gã lên bằng một tay, tay còn lại thì vả cho gã mấy cái vào miệng. Đánh xong, anh hỏi, tỉnh chưa? Đinh Sâm gào to, thằng chó, mày dám đánh tao? Chát, Ngô Bình lại vả cho gã thêm cái nữa, tỉnh chưa? Quả nhiên Đinh Sâm đã ngoan hẳn, không dám chửi bới nữa, mà chỉ lường Ngô Bình. Tô Văn cũng sợ hết hồn, không ngờ chuyện lại đến mức này. À vội cản Ngô Bình lại, đừng đánh nữa, mau thả cậu ta ra. Ngô Bình nhìn Tô Văn rồi nói, cậu chẳng bảo cậu ta cứ bám lấy cậu miết khiến cậu thấy phiền à. Tô Văn tức giận nói, cậu hâm à tôi chỉ định chọc tức cậu ta để cậu ta chú ý tới tôi hơn thôi. Ngô Bình cười lạnh nói, thế ư, vậy là cậu hại bạn trai mình rồi đấy, dứt lời, anh ném đinh sâm xuống đất. Gã đứng dậy rồi lại mắng nhiếc Ngô Bình, mày cứ chờ đấy, nói rồi, gã bỏ đi mất. Lư Tuấn phi nhăn mặt rồi nói với Ngô Bình, anh Bình, anh gây ra họa lớn rồi. Tô Văn Vinh mặt lên nói, sao tôi lại hại Ngô Bình được? Tôi chỉ nhờ cậu ấy giúp chút thôi. Lư Tuấn Phi đen mặt nói, giúp, cậu có biết thân phận thật sự của Đinh Sâm không? Cậu ta là con trai riêng của Trác Khang Hoàng đế ngầm của Vân Kinh đấy. Trác Khang chỉ cần dậm chân một cái là Vân Kinh có động đất đấy. Tô Văn sáng mắt lên, con trai riêng của Trác Khang ư. Bảo sao mà ngông nghênh thế, ngày trước tôi cứ tưởng cậu ta chỉ giàu thôi, hóa ra là con riêng của Hoàng đế ngầm ở Vân Kinh. À không hề quan tâm đến Ngô Bình, sau khi biết Đinh Sâm là con riêng của Trác Khang thì càng quyết phải bám lấy gã hơn, vì thế lập tức co giò đuổi theo. chương 90, giờ thì sao, đúng là đáng đời. Lưu Tuấn Phi chán nản ngồi xuống ghế sofa, sau đó châm một điếu thuốc rồi giết mạnh một hơi. Ngô Bình bình tĩnh nhìn anh ấy rồi hờ hững nói, anh không sợ, cậu sợ quái gì. Lư Tuấn Phi ngẩng đầu lên rồi ảo não nói, anh Bình, lần này em không giúp được An nữa đâu. Thậm chí đến cô đường cũng phải bó tay đấy, bọn em không thể địch lại người ở tầng lớp cao như trác khang đâu ờ thế cơ à ngô bình thờ ơ nói ông ta ở tầng lớp nào lưu tuấn phi cười khổ đáp trác khang là đồ đệ của ông ba nhà họ từ anh có biết ông ấy không một nhân vật sánh ngang với thần tiên đấy một tông sư võ thuật luôn em trai song sinh của ông ấy là ông tứ chính là chủ tịch thành phố này còn ông cả và ông hai nữa họ đều là nhân vật có số có má ở tỉnh đấy ngô bình bình thản nói thế thì sao anh chỉ có cái mạng này thôi còn phải sợ họ chắc lưu tuấn phi đập mạnh tay xuống bàn rồi nói anh bình anh mau rời khỏi đây đi giờ đi luôn định đi đâu không kịp nữa rồi cửa bị ai đó đạp mở một đám người xông vào người đi đầu chính là đinh sâm vừa bị ngô bình đá bay đinh sâm tỏ vẻ dữ tợn rồi nhìn chằm chằm vào ngô bình quát chưa bỏ đi cơ mà giỏi đấy nhưng mày sắp phải hối hận rồi thế à có mấy người này mà cũng đòi đối phó với tôi ư ừ, ngô bình bình tĩnh nói đinh sâm cười lớn thằng chó tao phải công nhận là mày cũng to gan đấy đến nước này rồi mà vẫn còn dám mạnh miệng với tao thú vị ông đây có lời khen tô văn đứng cạnh đinh sâm ả à, ôm tay gã rồi núng nịu anh sâm ban nãy em ghen nên mới thế ai bảo anh được nhiều ô gái ái mộ quá lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh nên em không thích những lời em nói ban nãy chỉ là trong lúc nóng giận thôi sao tô văn em có thể ưng loại vớ vẩn như ngô bình được lưu tuấn phi đứng bật dậy rồi nói với đinh sâm cậu đinh có thể giảng hòa trong yên bình được không cái gì ngô bình hít mắt lại nhưng không nói gì đinh sâm liếc anh ấy giảng hòa được thôi còn phải xem thái độ của nó ra sao đã lưu tuấn phi vội nói cậu đinh có yêu cầu gì thì cứ nói chỉ cần cậu bớt giận là được đinh sâm cầm một cốc bia to lên rồi đưa cho lưu tuấn phi nói đi tiểu vào đây. Lư Tuấn Phi ngẩn ra rồi nhìn cái cốc giống, sau đó cầm lấy rồi đi vào nhà vệ sinh. Đinh Sâm sai một tên đàn em đi theo giám sát, xem có đúng là Lư Tuấn Phi tiểu vào đó không. Vài phút sau, Lư Tuấn Phi đã bê cái cốc đựng nước tiểu ra rồi liếc nhìn Ngô Bình. Rõ ràng, anh ấy đã biết Đinh Sâm định làm gì tiếp theo. Đinh Sâm bật cười ha hả chỉ vào cái cốc rồi nói với sở bắc, thằng kia, giờ mày uống hết đi, hôm nay tao chỉ đập gãy hai chân mày thôi nếu không uống thì ông sẽ tẩn chết mày có mấy người vừa tới cũng lại gần xem đó là tôn tinh triệu kỳ lượng và vương kiêu đằng vừa bị đuổi đi vương kiêu đằng cười trên nỗi đau của người khác ha ha mày bướng nữa đi bướng với cậu đinh cho tao xem nào bố khỉ uống mau lên tôn tinh cũng cười lạnh nói ngô bình tôi vẫn thắc mắc sao cô đường lại thích anh giờ thì sao đúng là đáng đời Triệu kỳ lượng có vẻ mặt phức tạp, không nhịn được khuyên nhủ, ngô bình, nhịn nhục một chút đi cho yên thân, ít ra vẫn hơn bị đánh chết, mau uống đi. Còn rất nhiều bạn học cũ của ngô bình cũng xúm lại xem trò vui, đám con gái thì bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ. Lưu Tuấn phi thờ dài nói, anh Bình, chuyện đến nước này rồi thì mạng sống quan trọng hơn, hay thôi anh chịu khó một chút. chương 91 anh chết chắc rồi, không ai cứu được anh nữa. Ngô Bình không hề hoảng loạn chút nào, anh không phải kẻ ngốc, ngay lúc Phương Kiêu Đằng xuất hiện, anh đã biết Lưu Tuấn Phi thay đổi rồi. Anh chỉ không rõ điều gì đã khiến Lưu Tuấn Phi thay đổi, dẫu sao cách đây không lâu, anh mới giúp nhà họ Lưu vượt qua khó khăn mà. Chuyện hôm nay là do cậu sắp xếp đúng không, Ngô Bình bình tĩnh hỏi. Lưu Tuấn Phi xa sầm mặt, anh Bình, em không hiểu anh đang nói gì. Chúng ta là anh em, em đâu muốn anh chết, cho nên mới xin cậu đinh tha cho anh, giờ anh lại bảo em tính kế anh tôn tinh cười nói làm ơn đi anh tưởng mình là ai hả hạng như anh thì cậu đinh thèm gì tính kế chứ đinh sâm cười lạnh nói giờ mày có uống hay không ngô bình mỉm cười rồi đứng dậy sau đó bê cốc nước tiểu ấy lên lưu tuấn phi nhìn chăm chú trong đầu liên tục nói mau uống đi chỉ cần ngô bình uống chỗ nước tiểu đó thì chắc chắn đường tử di sẽ không thèm để mắt đến anh nữa lãnh như yên chợt nói sĩ si có thể chết chứ không chịu nhục các người làm vậy là quá đáng lắm đấy có biết không hả? Chỉ có duy nhất cô ấy dám lên tiếng vì Ngô Bình. Lư Tuấn Phi lạnh giọng nói, "Như Yên, so với tính mạng thì sĩ diện có là gì chứ?" Lãnh Như Yên cau mày, cô ấy nhìn Ngô Bình rồi khẽ lắc đầu. Bụp, đột nhiên Đinh Sâm quỳ xuống đất một cách bất ngờ, Ngô Bình vỗ lên đầu gã, gã lập tức ngoan ngoãn há miệng ra. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngô Bình đỏ hết chỗ nước tiểu vào miệng Đinh Sâm quẹ. Có người quay đi nôn quẹ, có người thì xông tới cản ngô bình, nhưng họ còn chưa chạm được vào người anh thì đều ngã nhào. Có ma rồi, có người gào lên rồi vội vàng chạy ra thật xa. Lưu Tuấn Phi cũng ngạc nhiên, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Sau khi bị đổ nước tiểu vào miệng, Đinh Sâm vô cùng cay cú, gã gào thét điên cuồng rồi ngã xuống đất móc họng. Ngô Bình ném cái cốc rỗng sang một bên rồi hờ hững hỏi, mùi vị thế nào? Ninh Sâm nào rảnh để nói chuyện nữa, gã không ngừng nôn ẹ hết chỗ nước tiểu ấy ra. Tô Văn thì nhăn mặt đứng xa ra, không dám lại gần. Lư Tuấn Phi đờ người ra, sau đó chỉ tay vào mặt Ngô Bình, Ngô Bình, anh điên rồi, chắc Khang sẽ không tha cho anh đâu. Anh chết chắc rồi, không ai cứu được anh nữa. Ngô Bình không để ý đến anh ta, anh lau tay rồi ngồi xuống sofa, bình tĩnh nói, gọi điện cho chắc Khang đi, tôi muốn gặp Hoàng đế ngầm này đinh sâm đã rút điện thoại ra rồi gào lên tao sắp chết rồi bảo bố tao đến đây ngay để cứu tao mau lên lãnh như yên ngạc nhiên nhìn ngô bình anh lấy đâu ra dũng khí mà vẫn bình tĩnh như vậy ngô bình cũng lấy điện thoại ra gọi cho từ quý phi anh ba anh có quen chắc khang không ta đang ra ngoài ăn với con gái ông ấy cười đáp chắc khang là đồ đệ của anh sao thế chú biết người này à ngô bình có chút mâu thuẫn ạ à? chắc lát nữa em sẽ gặp ông ta nếu ông ta là người của anh ba thì em muốn hỏi ý kiến anh một chút chương 92 mươi thật không ạ cảm ơn anh ca cao mày lão già khốn khiếp này lại rước họa cho anh rồi cậu đang ở đâu anh sẽ đến ngay ngô bình thông báo địa chỉ rồi cúp máy lư tuấn phi cao mày ngô bình dù anh có gọi cho ai thì cũng vô dụng thôi không ai ở vân kinh dám động đến chắc khang đâu ngô bình mặc kệ lư tuấn phi sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc hút lãnh như yên ngồi xuống nói cho em một điếu được không ngô bình đưa cho cô ấy một điếu rồi nói phụ nữ hút thuốc sẽ nhanh già lãnh như yên cười nói không sao bình thường em không hút đâu nhưng nay muốn hút với anh hút với tôi ngô bình hơi ngạc nhiên lãnh như yên lâu lắm rồi em mới được gặp một người như anh em rất kính trọng ngô bình cười nói xem ra cô cũng là người luyện võ hả Lãnh như yên, nhà nhà họ lãnh của em cũng có một nửa dòng máu võ lâm trong người, nhưng em không có thiên bẩm nên chẳng thể đột phá lên cảnh giới khí được. Thấy hai người đó nhàn nhã ngồi nói chuyện với nhau, Vương Kiêu đằng cười lạnh nói, xem ra con người khi sắp chết đều trở nên điên dại. Ngô Bình, tao khuyên mày nên gọi về nhà trang chối đi là vừa. Tôn Tinh, đúng đấy, mau gọi cho người thân đi, chứ chúng tôi không lo hậu sự cho anh được đâu. ồn ào! Ngô Bình vung tay lên, Vương Kiêu Đằng và Tôn Tinh đột nhiên không thể lên tiếng được nữa. Cả hai há hốc miệng nhưng không nói được một từ nào, họ hoảng hốt không hiểu ra làm sao, không lẽ Ngô Bình biết tà thuật ư? Lãnh Như Yên sáng mắt nói, anh Ngô có công phu thâm hậu quá. Ngô Bình cười nói, cô muốn học không? Sau này tôi sẽ dạy cho. Lãnh Như Yên mừng rỡ, thật không ạ? À? Cảm ơn anh. Bụp. Sau đó, cửa bị đạp đến mức rơi luôn xuống đất huỳnh một tiếng một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi miệng ngậm xì gà bước nhanh vào ông ta không cao tướng mạo cũng bình thường nhưng có phong cách bẩm trợn khí chất này đủ khiến những người nhát gan sợ hết hồn vía có cả chục người đi theo sau ông ta ai cũng là cao thủ cả trong đó có hai người ở cảnh giới khí trông thấy ông ta đinh sâm gào lên bố ơi bố mau giết nó đi nó bắt con uống nước tiểu hu hu đinh sâm khóc lóc thảm thương chỉ muốn giết ngô bình ngay lập tức chỉ mong anh chết càng thảm càng tốt. Người đàn ông đó chính là Trác Khang, ông ta liếc nhìn con trai mình rồi tỏ vẻ ghét bỏ mắng, thằng vô dụng. Ông ta phớt đinh xâm rồi đi về phía Ngô Bình, sau đó ngồi xuống đối diện anh, còn người của ông ta thì bắt đầu thu dọn hiện trường, ngoài Lưu Tuấn Phi và Tô Văn Gia thì những người còn lại đều bị đuổi đi hết. Người đàn ông thở ra một làn khói rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, biết tôi là ai không? Có, ông là Trác Khang, đồ đệ của ông ba nhà họ Từ. Ngô Bình biết, đồng thời cũng đang quan sát Trác Khang. Không ngờ Trác Khang này cũng là cao thủ cảnh giới khí, hơn nữa chắc đã đạt đến trình độ luật động rồi. Chương 93 không ra làm sao cả, đứng dậy đi. Trác Khang nghiến răng nói, nếu biết thì sao cậu vẫn dám động tới con trai tôi. Cậu chán sống rồi à? Ngô Bình, tôi không có hứng thú với con trai ông, là cậu ta gây sự với tôi trước. Tôi chưa giết cậu ta đã là nể mặt ông lắm rồi. Trác Khang bật cười nể mặt tôi ư. Ông ta gật gù nói, cậu tưởng có chút tu vi này thì có thể đè đầu cưới cổ tôi hay sao? Lưu Tuấn Phi vội đi tới nói, ông chắc, tôi cũng có lỗi trong chuyện này, lẽ ra tôi không nên cho hạng người như Ngô Bình tham gia vào buổi tiệc hôm nay. Chắc Khang liếc nhìn Lưu Tuấn Phi rồi nói, cậu Lư nói thế là khách sáo rồi, nhà cậu đồng ý nhượng 20% cổ phần của Sơn Trang Thái Khang cho tôi thì chúng ta là người một nhà rồi, không cần khách sáo vậy đâu. Lưu Tuấn Phi cười nói, được hợp tác với ông chắc là vinh hạnh của nhà họ Lưu tôi. Chắc Khang gật đầu rồi lại nói với Ngô Bình, nể tình cậu cũng là cao thủ cảnh giới khí, tôi cho cậu tự xử đấy. Ngô Bình liếc nhìn đồng hồ rồi nói, chờ thêm một lúc nữa đã. Chắc Khang ngẩn ra, chờ cái gì? Chờ một người, Ngô Bình đáp. Chắc Khang cười lạnh, dù ai đến thì cậu cũng phải chết thôi. Thật không? Chợt có một giọng nói đầy nội lực và giận dữ vang lên ở bên ngoài. Trác Khang lạnh mặt, lập tức run rẩy như chuột thấy mèo, ông ta đứng bật dậy nói: "Sư phụ, sao người lại đến đây ạ?" "Người mới tới chính là Từ Quý phi." Trác Khang đi ra rồi quỳ xuống đất, sau đó nịnh nọt: "Sư phụ, sao người tới mà không báo trước, người cần đồ đệ làm việc gì vậy ạ?" Từ Quý phi mặc kệ Trác Khang, mà đi thẳng tới chỗ Ngô Bình, sau đó cười nói: "Chú em, khiến chú chê cười rồi. Cảm ơn chú đã nể mặt anh mà không dạy dỗ Trác Khang." "Bấy giờ, ngô bình mới đứng lên rồi nói anh ba quá lời rồi anh ba chắc khang nghệt mặt ra sao ngô bình lại gọi sư phụ ông ta là anh ba có chuyện gì vậy lưu tuấn phi cũng biến sắc mặt từ quý phi lườm đệ tử của mình rồi lạnh giọng nói bố và con gái của tôi đều được cậu ngô đây cứu mà anh định giết cậu ấy à anh định giết ân nhân của nhà họ từ tôi hả à? chắc khang run lẩy bẩy rồi vội quỳ xuống đất sư phụ đồ nhi không biết nếu biết thì nào dám ạ à? sau đó ông ta ngoảnh sang dập đầu với ngô bình cậu bạn đã cứu bố và con gái của sư phụ tôi xin nhận của trác khang ba lạy cộp 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 trác khang không chút do so dự mà dập đầu ba cái khiến mặt đất rung lên ngô bình thấy thế thì thờ ơ nói chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của thầy thuốc ông không cần cảm ơn từ quý phi lạnh lùng nói không ra làm sao cả đứng dậy đi bấy giờ trác khang mới dám đứng dậy rồi chắp tay với ngô bình xin lỗi mong cậu tha thứ cho tôi. Nói rồi, ông ta đi tới cạnh Đinh Sâm rồi đá cho gã mấy phát, mắng thằng khốn này. Sao tao lại đẻ ra cái loại như mày chứ, tao phải đánh chết mày. Ngô Bình biết ông ta đang làm trò, chứ có ai đánh chết con đẻ của mình chứ. Đinh Sâm khóc lớn, bố ơi, sao bố lại đánh con, bố phải đánh nó chứ. Từ quý phi lạnh băng nói, đừng có hốn, chương 94 chuyện qua rồi. Chắc Khang vội thu tay lại rồi gãi đầu nói, sư phụ người xem giờ đồ nhi phải làm gì ạ từ quý phi nhìn sang ngô bình chú em chú muốn sao ngô bình xua tay thôi bỏ đi chuyện nhỏ ấy mà nhưng em có vài chuyện muốn hỏi cậu đinh đây trác khang lập tức nói thằng kia cậu đây có chuyện muốn hỏi trả lời cho thành thật vào đinh sâm rất sợ trác khang nên đành khóc lóc gật đầu ngô bình hỏi chuyện hôm nay có liên quan đến cậu không lư tuấn phi vội đáp chuyện gì cơ Tôi có biết gì đâu." Ngô Bình lại nhìn sang Tô Văn, "Cậu cũng thế à?" Tô Văn tái mặt, "Ả à, không phải kẻ ngốc nên biết địa vị của Ngô Bình hình như còn cao hơn cả Trác Khang, vì vậy ả à, không dám nói dối, là Lư Tuấn Phi bảo tôi làm vậy, cậu ta còn cho tôi 500.000 rồi dạy tôi cách làm nữa." Ngô Bình thầm thở dài, quả nhiên là Lư Tuấn Phi. Lư Tuấn Phi biến sắc mặt rồi tức giận nói, "Cô nói linh tinh gì thế hả? Tôi bảo cô làm thế bao giờ?" Tô Văn nói ngay, là cậu chứ ai? Tôi vẫn còn giữ ảnh cậu chuyển khoản cho tôi đây này, chính cậu bảo tôi tiếp cận Ngô Bình để gây mẫu thuẫn cho Ngô Bình và Đinh Sâm. Chắc Khang nổi điên, túm cổ Lư Tuấn Phi rồi lạnh giọng hỏi, thằng khốn này, mày định làm gì hả? Lư Tuấn Phi tái mặt rồi run rẩy đáp, ông Trác, tôi không có. Chát, chắc Khang tát cho Lư Tuấn Phi một cái, làm răng của anh ấy muốn dụng hết, sau đó còn đánh Lư Tuấn Phi bay ra xa, ông ta lạnh lùng nói, hóa ra là mày bày trò, hôm nay tao phải phế mày. Lư Tuấn Phi biết không giấu được nữa nên đành nói thật, ông chắc, tôi chỉ định dạy cho Ngô Bình một bài học thôi, tôi cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Chắc khang cao mày, dạy cho Ngô Bình một bài học ư. Mày có thủ oán với người ta à? Ngô Bình nói, chúng tôi chẳng những không có thủ oán, mà còn là anh em tốt của nhau. Chính tôi đã giúp nhà họ Lư giải quyết vụ bị ma ám ở Sơn Trang Thái Khang. Trác Khang giật mình, ra là cậu giúp. Tôi bái phục, đây là câu nói thật lòng của ông ta. Vì Trác Khang cũng biết chuyện của Sơn Trang Thái Kháng, vậy mà Ngô Bình có thể giải quyết được, chứng tỏ anh rất giỏi. Ngô Bình nhìn Lưu Tuấn Phi, Lưu Tuấn Phi, tôi coi cậu như anh em, tại sao cậu lại hại tôi? Lưu Tuấn Phi lạnh giọng nói, anh đừng giả vờ giả vịt nữa. Đường Tử Di chỉ thích anh, dạo này tôi phát điên lên vì theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy chẳng thèm đoái hoài đến tôi, không tại anh thì tại ai? Ngô Bình lắc đầu, cậu theo đuổi đường tử di là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi? Nếu anh xa sút hay chết rồi thì biết đâu cô ấy lại chấp nhận tôi thì sao? Lưu Tuấn phi lạnh giọng nói với vẻ điên cuồng. Chát, chắc Khang lại dáng cho anh ấy một cái bà tai nữa rồi nói, mày dám làm thế với ân nhân của mình à, trên đời này tao khinh nhất là hạng người như mày. Lưu Tuấn Phi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hộc ra cả máu tươi. Chắc Khang chắp tay với Ngô Bình, cậu Ngô, xin lỗi cậu đinh sâm bị thằng này lợi dụng thôi ngô bình chuyện qua rồi anh đi đến cạnh đinh sâm rồi rút kim châm cứu ra đinh sâm lập tức đứng bật dậy rồi nhấc một cái ghế lên định đập vào người lưu tuấn phi thằng chó mày dám tính kế tao à ông đập mày chết lưu tuấn phi lại bắt đầu kêu oai oái chẳng mấy chốc đã bị đập gãy hai chân người bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét còn tưởng giọng của ngô bình tôn tinh lắc đầu cười nói phen này thì anh ta chết chắc rồi Triệu Kỳ Lượng thở dài một hơi, Ngô Bình Hà tất phải làm vậy, uống nước tiểu thôi, chứ có chết được đâu. Vương Kiêu Đằng khoái chí nói, ai bảo nó ra vẻ, chết cũng đáng. mươi 95 để tôi bắt mạch cho ông. Đinh Sâm đánh sướng tay rồi thì Lưu Tuấn Phi cũng đã bất tỉnh. Từ Quý Phi nói, chú em, anh xin lỗi chú chuyện hôm nay. Thế này đi, để anh bảo chắc khang bồi thường cho chú. Ông ba đã ra mặt thì Ngô Bình không thể từ chối được, bồi thường thì thôi, Mọi người không đánh thì không quen nhau, uống vài chén là được rồi." Trác Khang mừng rỡ nói, "Đúng đúng, đi uống thôi." Ba bọn họ cùng đám đàn em rời khỏi nhà của Lư Tuấn Phi. Thấy Ngô Bình vẫn lành lặn đi ra ngoài, hơn nữa còn cười nói với Trác Khang, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tôn Tinh lắp bắp, "Không thể nào, chuyện gì thế này?" Ngô Bình phớt đám Vương Kiêu đằng rồi nhìn về phía Lãnh Như Yên. Cô ấy vẫn chưa đi vì câu nói đầy trưởng nghĩa lúc trước mà anh có ấn tượng khá tốt với cô gái này, huống hồ cô ấy còn rất đẹp. Cô lãnh, chúng tôi đi uống rượu, cô có muốn đi cùng không, Ngô Bình mỉm cười mời. Lãnh như yên không biết từ quý phi, mà chỉ biết chắc khang nên gật đầu đồng ý ngay, vậy phiền mọi người rồi. Chắc khang cười nói, phiền gì đâu, người đẹp như cô càng nhiều càng tốt. Bọn họ cùng bước lên một chiếc xe sang trọng, chiếc xe này rất dài, ghế làm bằng da thật đủ chỗ cho bảy người ngồi. Ngô Bình giới thiệu cho Lãnh Như Yên, đây là ông ba nhà họ Từ. Lãnh Như Yên hoảng hốt, tông sư Từ ư? Cô ấy vội vàng lễ phép chào hỏi, "Chào tông sư ạ." Từ Quý phi gật đầu, tuy là tông sư cảnh giới thần, nhưng ông ấy không hề kiêu ngạo, trái lại còn rất thân thiện với mọi người. "Không cần vậy đâu, tôi thấy ngón trỏ và ngón cái của cô trong suốt như ngọc, khí tức thì kín đáo, có phải cô nhận được chân truyền của Lãnh Tuyệt và đã luyện thành công Niêm Hoa chỉ rồi không?" lãnh như yên ngạc nhiên tiền bối thật tinh mắt đúng là tôi đã được bố mình truyền cho niêm hoa chỉ từ quý phi gật đầu khá lắm lãnh tuyệt cũng giỏi tiếc là niêm hoa chỉ của nhà họ lãnh không phải bản trọn vẹn không thì uy lực sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều lãnh như yên đúng vậy ạ à. ngay từ khi tổ tiên của nhà họ lãnh tôi nhận được tuyệt kỹ này thì nó đã bị thiếu sót rồi từ quý phi đúng là tiếc thật chiếc xe lăn bánh vào một sơn trang có tên là tử ngọc sơn trang này là nơi mà trác khang chuẩn bị cho từ quý phi nên có phong cảnh rất đẹp nhưng bình thường trác khang không ở đây mà chỉ tới mỗi khi đón tiếp khách quý thôi trong sơn trang này có mấy căn nhà nhỏ trong đó có một căn bốn tầng là nơi chuyên phục vụ ăn uống các đầu bếp nổi tiếng của tỉnh đều quy tụ về đây mọi người đi tới phòng khách rồi ngồi xuống trác khang cười nói cậu ngô cậu có thể chữa khỏi bệnh cho bố và con gái của sư phụ tôi chứng tỏ y thuật của cậu rất tài tình hồi còn trẻ tôi hay đi tỉ thí võ nghệ với người ta nên cũng bị thương nhiều, giờ cứ trái gió trở trời là người ngợm đau nhức, khó chịu vô cùng. Cậu có cách gì giúp tôi dễ chịu hơn không? Ngô Bình liếc nhìn Trác Khang thì phát hiện quả nhiên ông ta có rất nhiều ám thương, cùng với đó cũng không thiếu các vết thương nặng. Nhất là vai phải, có một dây thần kinh bị viêm, phần cơ cũng bị tổn thương, mỗi khi chỗ này mà đau thì sẽ khiến người ta thừa sống thiếu chết. Vì vậy, anh nói, để tôi bắt mạch cho ông. Trác Khang giơ tay ra, ngô bình trần mạch, sau đó đối chiếu mạch tượng và thương tích, anh làm vậy có thể nâng cao trình độ y thuật của mình, rồi sẽ có ngày anh vẫn có thể trị bệnh cứu người mà không cần dùng tới đôi mắt xuyên thấu nữa. Đúng là ông bị thương khá nhiều đấy, trong đó thì vai phải bị nặng nhất, có phải hay bị đau ở đó lắm không? Hơn nữa mỗi khi đau là kéo dài những mấy ngày. Trác Khang giơ ngón tay cái lên, cậu Ngô phán đoán như thần. Đúng vậy. Vai phải của tôi bị trúng một đòn chu sa trưởng nên đã bị ám thương. Sau đó, tôi đã đi khám chữa rất nhiều mà hiệu quả không được như mong đợi. Bây giờ cứ chờ trời là tôi đau như chết đi sống lại. Cũng vì thế mà cứ đến mùa mưa, tôi lại phải chuyển đến một nơi ấm áp để sống tạm một thời gian. Ngô Bình, ông bị thương nặng nhất ở vai phải, tôi sẽ châm cứu cho ông và mát xa vài lần, kết hợp với uống thuốc thì chắc sẽ khỏi thôi. Chương 96 lui xuống đi, thấy mày là bố phát bực rồi trác khang trợn tròn mắt khỏi được ư ông ta nhảy dựng lên cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi ư từ quý phi lạnh lùng liếc đồ đệ của mình một cái trác khang biết ý nên ngồi xuống ngay dù đã nhiều tuổi nhưng khi đứng trước mặt từ quý phi trác khang vẫn chỉ như một đứa trẻ hấp tấp vội vàng ngô bình cười nói có phải bệnh trọng gì đâu mà không chữa được trác khang mừng rỡ cảm ơn cậu nhiều từ quý phi cũng thấy vui có người luyện võ nào mà không bị thương chứ giờ họ đã kết thân được với một thần y như Ngô Bình thì sau này không lo về chuyện sức khỏe nữa rồi. Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi châm cứu cho Trác Khang tại chỗ luôn. Trong lúc châm cứu, anh truyền chân khí vào kim để đả thông các kinh mạch bị tắc nghẽn của Trác Khang, chỉ cần làm được điều này thì ông ta sẽ không còn đau nữa. Một lát sau, Trác Khang đã thấy vai phải mình rất đau, nhưng cảm giác đau này rất dễ chịu, ông ta không nhịn được mà sáng mắt lên nói, tôi có cảm giác mình sắp khỏi rồi. Người luyện võ rất hiểu về cơ thể của mình, vừa cảm nhận được cơn đau ấy, chắc Khang đã biết là vai mình sắp khỏi rồi. Lãnh như yên tò mò đứng một bên xem Ngô Bình châm cứu, trông anh thực hiện các động tác ấy chẳng mất sức tẹo nào, nhưng không lâu sau, chán Ngô Bình đã mướt mồ hôi. Cô ấy lấy khăn tay ra lau cho anh, Ngô Bình gật đầu thay lời cảm ơn. Mười mấy phút sau, anh rút hết kim châm cứu ra, sau đó mát xa cho chắc Khang. Ngô Bình đã đả thông hết kinh mạch cấp 2 ở cả hai cánh tay nên sau khi vận chuyển huyền hoàng chân khí, đôi tay anh đã nóng như bàn ủi. Tuy nóng là thế, nhưng chắc Khang thấy rất dễ chịu. Ngô Bình mới mát xa được mấy phút, ông ta đã thoải mái hầm hừ nói, dễ chịu quá, cậu Ngô, chưa bao giờ tôi thấy bên vai này của mình thoải mái đến thế. Ngô Bình cười nói, vậy chứng tỏ là đã thông được kinh mạch rồi. Ngô Bình tiếp tục mát xa cho chắc Khang thêm nửa tiếng nữa, người anh đã mướt mồ hôi xong việc anh ngồi xuống nghỉ ngơi không ai dám làm phiền trác khang cử động vai rồi mừng rỡ nói nhỏ với từ quý phi sư phụ khỏi thật đấy ạ à. từ quý phi cười nói đến tôi cũng không chữa khỏi được ám thương của chu sa trường cậu ngô này đúng là thần y sau khi điều chỉnh lại cơ thể mất vài phút ngô bình mở mắt ra nói tôi sẽ kê một toa thuốc cho ông trong uống ngoài bôi khoảng nửa tháng là ông sẽ khỏi hoàn toàn trác khang vội nói phiền cậu rồi bây giờ ông ta đang thấy rất cảm kính và bái phục ngô bình lúc này đinh sâm đã tắm rửa thay đồ rồi đi ra vừa nhìn thấy gã trác khang đã lạnh mặt nói biến đi cho khuất mắt tao đinh sâm cúi đầu xuống rồi đi tới gần bố mình mà không dám nhìn ông ta quỳ xuống xin cậu ngô tha tội đi trác khang lạnh giọng nói đinh sâm không dám trái lời nhanh chóng đi tới quỳ trước mặt ngô bình ngô bình thấy thế thì hờ hững nói chuyện qua rồi cậu không cần làm vậy đâu trác khang cười nói thằng này đang ngứa đòn cậu ngô cứ cho nó một trận sau đó ông ta gọi với ra ngoài lôi con nhãi kia vào đây tô văn lập tức bị người ta lôi vào mắt ả đẫm lệ trông rất thảm thương vừa thấy đinh sâm ả đã ôm chầm lấy tay gã anh sâm em sai rồi là lưu tuấn phi lợi dụng em đinh sâm không chút cảm xúc nhìn tô văn rồi gần từng chữ biến càng xa càng tốt Tô Văn che mặt rồi khóc lóc chạy đi. Trác Khang hừ một tiếng, ngủ xuẩn, bị lợi dụng mà cũng không biết, bình thường bố dạy mày thế nào hả? Đinh Sâm cúi gằm mặt bố, con sai rồi, con cũng không ngờ cậu ngô là cao nhân. Trác Khang xua tay, lui xuống đi, thấy mày là bố phát bực rồi. Đinh Sâm khom người rồi chuồn thẳng. Gã vừa đi thì từ quý phi nói, anh nghiêm con con trẻ thế là chúng nó ghét mình đấy. Ghét hạ, Trác chắc Khang bình tĩnh nói, không sao, rồi nó sẽ hiểu thôi ạ. À. Đồ ăn thức uống được mang lên, chắc Khang lập tức kính ngô bình ba ly. Trường 97 đúng là choáng váng thật. Sau khi qua ba tuần rượu, Ngô Bình lạnh lùng hỏi Như Yên, cô là bạn của Lưu Tuấn Phi sao? Cũng không hẳn, lãnh Như Yên mỉm cười, bố của em là bạn của bố Lưu Tuấn Phi, họ đã từng làm cộng sự một khoảng thời gian. Sau khi nhà họ Lưu tiếp tục sử dụng khu biệt thự Thái Khang, họ liền bán tháo cổ phần quyền sử dụng khắp nơi lần này em đến là để khảo sát về khu biệt thự Thái Khang. Ngô Bình, ồ, cổ phần quyền sử dụng của khu biệt thự Thái Khang sao? Chắc Khang cũng biết chuyện này, liền nói, nhà họ Lư có giá tâm rất lớn, bây giờ họ đang giao bán quyền sử dụng khu biệt thự Thái Khang, sau đó dùng khoản tiền này để khai thác khu vực bất động sản mới. Lãnh như yên gật đầu, đúng vậy, nhà họ Lư đã có được một mảnh đất xây dựng, họ muốn làm một dự án lớn nên giờ rất cần vốn ngô bình tò mò hỏi nhà họ lư vừa mới khôi phục từ bên bờ vực phá sản đã mua đất rồi sao trác khang bật cười e là đằng sau chuyện này còn có nguyên nhân gì khác lãnh như yên nói bố em cũng nghĩ thế e là nhà họ lư còn có ý đồ khác chỉ là chúng ta không biết mà thôi sau khi xong tiệc rượu thì đã đến đêm khuya từ quý phi và trác khang đều đã về nghỉ ngơi ngô bình và lãnh như yên thì không đi trong khu biệt thự này có rất nhiều phòng tối nay họ sẽ nghỉ ngơi ở đây. Họ vào ở trong một căn nhà, Ngô Bình và Lãnh Như Yên ở sát vách nhau. Ngô Bình vừa đi vào phòng, đang định tắm rửa rồi đi ngủ thì nghe thấy có người gõ cửa phòng mình. Anh mở cửa ra thì thấy Lãnh Như Yên. Cô Lãnh, có chuyện gì sao? Anh hỏi. Lãnh Như Yên cười nói, anh cứ gọi em là Như Yên đi. Đôi mắt đẹp khẽ chấp chấp, cô ấy nói, anh Ngô là cao thủ cảnh giới khí, lại còn tinh thông y thuật tựa thần tiên, liệu anh có thể giúp em giải đáp vấn đề trong tu luyện không ngô bình ồ cô gặp rắc rối gì sao lãnh như yên gật đầu em tu luyện niêm hoa chỉ ra truyền trước nay vẫn rất thuận lợi nhưng gần đây em cứ cảm thấy hơi thở bị trì trệ lúc nào cũng cảm thấy choáng váng ngô bình suy nghĩ một lúc rồi nói cô tung chiêu ra đi để tôi xem hơi thở lãnh như yên liền khựng lại sau đó tay phải làm hình niêm hoa chỉ anh thấy luồng nội tức vận hành trong mỗi đường kinh mạch của lãnh như yên một vòng mà đường vận hành này có vấn đề anh tập trung suy nghĩ một lúc chân khí trong cơ thể vận hành trong cơ thể theo đường như con đường của lãnh như yên lúc nó đi qua điểm núi giữa hai đường kinh mạch thì quả nhiên xuất hiện cảm giác trì trệ đầu anh cũng thấy choáng váng hửng đúng là choáng váng thật anh thầm cảm thấy kinh ngạc thấy ngô bình hơi choáng váng lãnh như yên vội hỏi anh sao rồi ngô bình phất tay không sao tôi đang suy nghĩ về vấn đề cô nói lãnh như yên cười nói thực ra tình trạng này cũng khiến bố em cảm thấy rất phiền não có lẽ là do niêm hoa chỉ mà nhà em học là bản không hoàn chỉnh ngô bình gật đầu có lẽ vậy thế này nhé tôi sẽ nghĩ cách sáng sớm mai tôi sẽ nói cho cô biết lãnh như yên gật đầu vậy làm phiền anh rồi lãnh như yên ra về ngô bình thì lại không ngủ được anh cứ suy nghĩ mãi về niêm hoa chỉ anh đang nghĩ cách để giải quyết vấn đề chân khí bị trì trệ khi đi qua các điểm nối. Chương 98 đúng, giờ chúng tôi là bạn. Nếu như không đi qua điểm nối này mà đi qua các đường khác thì sao? Đột nhiên anh nghĩ ra một cách, liền bắt tay vào thử ngay. Trước và sau điểm nối giữa hai đường kinh mạch thực ra còn có mười mấy khúc nối to nhỏ, Ngô Bình khởi động chân khí rồi đi qua những con đường này và những đường kinh mạch trước sau điểm nối. Lần đầu tiên toàn thân anh tựa như bị điện giật, lần thứ hai thì mí mắt anh giật liên hồi, suýt nữa thì tinh thần phân liệt, vẫn không được. Thử nghiệm 7-8 lần liên tiếp, cuối cùng vào lần thứ 9 khi chân khí đi qua một đường kinh mạch không lớn không nhỏ, nối liền đường kinh mạch trước sau điểm nối thì xuất hiện sự khác biệt. Lần này anh cảm thấy vô cùng thuận lợi, tay phải làm hình niêm hoa chỉ tựa như ẩn giấu sát khí, chỉ hơi bầy thế thôi mà chén trà đã bị vỡ nát, biến thành cho bụi. Nhưng anh vẫn cảm thấy không đúng lắm, bởi tuy thuận lợi nhưng sự bùng nổ của chân khí vẫn chưa trọn vẹn hơn nữa không dễ khống chế vấn đề nằm ở đâu nhỉ anh lắc đầu tiếp tục thử nghiệm sau khi thất bại vài lần anh để chân khí đồng thời đi qua cả điểm nối và cả kinh mạch thành hai đường song song lần này không chỉ còn thuận lợi hơn mà sự khống chế chân khí cũng càng tinh tế hơn sức mạnh bộc phát ra vô cùng tùy ý vô cùng ảo diệu được lắm đây mới là niêm hoa chỉ thực sự trước đó lãnh như yên tu luyện hoàn toàn sai anh mừng rỡ vô cùng liền tung ra trăm chiêu niêm hoa chỉ mỗi một chiêu đều mang theo uy lực có thể phá nát tất cả tuyệt quá xem ra niêm hoa chỉ hoàn chỉnh sẽ có uy lực mạnh hơn rất nhiều anh thầm nghĩ sáng mai mình sẽ tung ra niêm hoa chỉ cho lãnh như yên xem từ đầu đến cuối để quan sát cho rõ niêm hoa chỉ này nghĩ vậy anh liền ngủ một mạch đến sáng sau khi tắm rửa anh liền gõ cửa phòng lãnh như yên nhưng lại phát hiện cô ấy đang ở dưới tầng luyện niêm hoa chỉ Ngô Bình không nói gì mà đứng trên tầng nhìn một lúc, phát hiện Niêm Hoa chỉ có đến 12 chiêu, nhưng vì tu vi Lãnh Như Yên yếu nên chỉ có thể sử dụng được 6 chiêu trong số đó, 6 đường kia lại có đặc trưng khác nhau. Anh lặng lẽ ghi nhớ 12 chiêu này, sau đó đi xuống tìm Lãnh Như Yên, nói tôi vẫn chưa suy nghĩ ra vấn đề của cô, e là phải đợi một khoảng thời gian. Anh phải nghiên cứu cặn kẽ 6 chiêu đầu tiên đã rồi mới nói với Lãnh Như Yên, nếu mà nói luôn sẽ vô cùng rắc rối lãnh như yên cười nói không sao anh chịu giúp em là em đã vui lắm rồi hiển nhiên cô ấy nghĩ rằng có lẽ ngô bình sẽ không nghĩ ra cách gì lúc này chắc khang mời hai người đi ăn bữa sáng mới ăn được một nửa thì ngô bình nhận được cuộc gọi của đường tử di cô ấy hỏi họ đang ở đâu cô ấy sẽ tới ngay thấy cô ấy sốt ruột như vậy ngô bình hỏi xảy ra chuyện gì sao chuyện lớn đường tử di nói em phải gặp anh ngay ngô bình nghĩ rồi nói tôi đang ở khu biệt thự tử ngọc đường tử di kinh ngạc anh ở chỗ trác khang sao anh nói đúng giờ chúng tôi là bạn đường tử di im lặng một lúc rồi nói anh đợi em nửa tiếng nữa em đến nghe đường tử di sắp đến lãnh như yên mỉm cười thì ra anh cũng quen tử di ngô bình tò mò hai người quen nhau sao tất nhiên rồi em cũng là người vân kinh hơn nữa em với tử di là bạn thân chỉ là gần đây bận quá nên ít gặp nhau, lãnh như yên nói. Chưa đến nửa tiếng là đường tử di đã đến, chắc Khang đưa cô ấy vào trong khu biệt thự, tới chỗ Ngô Bình. Có chuyện gì vậy, Ngô Bình hỏi, chương 99 Ngô Bình sững sờ, không phải con trai ruột sao? Đường tử di thở dài, nói, không phải do Lư Tuấn Phi sao? Ngô Bình nhíu mày, cậu ta sao vậy? Tối qua Lư Tuấn Phi bị đánh thừa sống thiếu chết, chắc không gây chuyện được đâu. Đường Tử Di hừ lạnh, "Còn nhớ Vịnh Bạch Long mà em nói lần trước không?" Ngô Bình gật đầu, "Nhớ chứ, cô nói muốn khai thác nơi đó." Đường Tử Di thở dài, "Mảnh đất đó đã bị nhà họ Lư lấy mất. Em còn nghe ngóng được là nhà họ Lư mời một thầy phong thủy đến, muốn phá giải tình hình bây giờ của Vịnh Bạch Long sau đó biến nó thành một khu phong thủy đắc địa." Ngô Bình rất bất ngờ, liền nói, "Phá giải tình trạng Vịnh Bạch Long?" Đường Tử Di gật đầu, "Nhà họ Lư đã dựng pháp đài ở đó." giữa trưa ngày kia sẽ làm phép ngô bình nghe thế thì nhíu chặt mày chắc khang tuy chỉ nghe được chút ít nhưng cũng hiểu được mọi chuyện liền nói thảo nào nhà họ lưu lại vội vàng bán đi cổ phần của khu biệt thự thái khang hóa ra họ đã nhắm vào vịnh bạch long nhưng mà năm đó vịnh bạch long đã khiến biết bao nhiêu người bó tay hết cách nếu thực sự có thể phá giải thì làm gì phải đợi đến ngày hôm nay cô đường cô có biết họ mời cao nhân nào đến không Đường tử di, đó là nhiếp sơn hà đến từ Cảng Thành, một nhân vật tầm cỡ. Người chắc khang run lên, nói, nhiếp sơn hà, bói tất cả chỉ bằng một quẻ càn khôn. Đường tử di gật đầu, thế nên tôi mới nghĩ mọi chuyện không đơn giản, bậc cao nhân như nhiếp sơn hà có sức ảnh hưởng khắp vùng Đông Nam Á, có tài sản mấy tỷ tệ. Nếu ông ta không nắm chắc thì sẽ không lộ diện đâu. Chắc khang liền bật cười. Nếu thực sự phá giải được Vịnh Bạch Long thì nhà họ Lư sẽ được tiến vào hàng ngũ những gia tộc có tài sản hàng trăm tỷ. Một khi xây dựng thành công dự án Vịnh Bạch Long thì nhà họ Lư sẽ có tài sản trăm tỷ, rồi dựa vào đó để huy động nguồn vốn hàng nghìn tỷ. Đến lúc đó nhà họ sẽ ở trên một tầm cao mới. Đường Tử Di, em vốn định nhờ anh giúp em giải quyết vụ Vịnh Bạch Long, xem ra bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Ngô Bình cũng thấy không vui nếu như Lưu Tuấn Phi vẫn còn là bạn bè với anh thì anh cũng không để ý việc giúp nhà họ Lưu một tay. Nhưng bây giờ Lưu Tuấn Phi đã đứng ở bên đối lập với anh thì tất nhiên anh không thể ngồi yên được. Đi thôi, tới Vịnh Bạch Long xem thử. Anh nói, chưa biết rõ tình hình Vịnh Bạch Long thì anh cũng chưa thể quyết định được. Trác Khang cười nói, được, đi xe của tôi đi. Đường Tử Di và Trác Khang cũng quen nhau, cô ấy rất tò mò Ngô Bình và Trác Khang quen nhau như thế nào khi Trác Khang nói tình hình cô ấy liền kinh ngạc, hóa ra Ngô Bình quen với ông ba nhà họ Từ. Hơn nữa anh còn nhận ông ấy làm anh ba. Đường Tử Di nói, Lư Tuấn Phi có dã tâm rất lớn, nếu không phải do anh có thực lực thì e là giờ đã nằm phơi thây đầu đường rồi. Trác Khang rất bối rối, liền nói, đều tại tôi, sinh ra một đứa con không ra gì. Ngô Bình, anh ba Từ nói rất đúng, ông hơi khắt khe với con trai đấy. Dù sao cũng là con trai ruột, nên nhẫn nại hơn. Trác Khang bật cười, nói cậu Ngô không phải là người ngoài nên tôi cũng nói thẳng, thực ra Đinh Sâm không phải con ruột của tôi. Ngô Bình sững sờ, không phải con trai ruột sao? Trác Khang nói, nói ra cũng dài, có thời gian tôi sẽ kể cho cậu Ngô nghe sau. Chương 100 không thành vấn đề. Ngô Bình không hỏi nhiều nữa, chỉ cảm thấy lạ thôi. Nếu không phải con trai ruột thì họ có quan hệ gì? Xe đi vào cây cầu dẫn vào vịnh Bạch Long, cây cầu cao mấy chục mét từ đó có thể quan sát cả vịnh Bạch Long, hai bên cầu còn có khu quan sát chuyên dụng. Trác Khang dừng xe chỗ khu quan sát, ba người xuống xe rồi tựa vào lan can ngắm cảnh. Họ thấy vịnh Bạch Long là một vùng đất được bao quanh bởi sông Bạch Long, nước sông cuồn cuộn, vùng đất kề sông tựa núi. Ngô Bình có ánh mắt thông tuệ nên lập tức nhìn ra nơi đây hẳn phải là một vùng phong thủy đắc địa, nhưng tại sao nó lại biến thành vùng đất hung hiểm. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật ra xem, vừa nhìn thôi đã vô cùng kinh hãi. Anh thấy hơi nước của sông Bạch Long và cả hơi đất của vịnh Bạch Long đều bị người khác nhúng tay vào biến thành một sát trận phong thủy. Sát trận này được ghi chép trong truyền thừa trận pháp, một khi được dựng nên thì quỷ thần không thể lại gần, muốn phá giải thì ít nhất cũng phải có tu vi cảnh giới huyền. Đường Tử Di, sao thế? Ngô Bình nói, vịnh Bạch Long này ẩn giấu sát khí, Nhiếp Sơn Hà chưa chắc đã phá giải được, trừ khi ông ta là cao thủ cảnh giới vương hoặc cảnh giới thánh. Không thể nào trác khang nói ngay chắc chắn nhiếp sơn hà là tông sư cảnh giới thần thậm chí là cảnh giới khí nếu ông ta là cảnh giới vương thì đã vào trung nguyên lâu rồi sao có thể ở cảng thành được ngô bình vậy thì không cần lo lắng nhiếp sơn hà không thành công được đâu nếu không khéo còn mất cả mạng nói xong anh liền lên xe trác khang và đường tử di vội đi theo nếu nhiếp sơn hà không thể phá giải được thì e là nhà họ lư sẽ mất cả trì lẫn trài trác khang nói sau đó ông ta chớp mắt, nói với đường tử di, cô đường, cô có hứng thú nuốt chọn khu biệt thự Thái Khang của nhà họ Lư không? Được chứ, đường tử di lập tức nói, chúng ta có thể hợp tác. Nhà họ Lư đang gom vốn khắp nơi, giờ là lúc thích hợp để nhảy vào. Chắc Khang, tôi đã từng xem khu biệt thự Thái Khang, nếu như có thể lấy được hai ngọn núi ở xung quanh thì ít nhất có thể xây được 100 căn biệt thự, 500.000 mét vuông nhà ở thương mại. Đường Tử Di nói, đúng vậy, nếu như chung tay hợp tác vụ khu biệt thự thái khang thì có thể tụ hợp được nhân khí chúng ta có thể xây một dãy phố thương mại xung quanh với vị trí của khu biệt thự thái khang thì sau này rất có thể sẽ trở thành khu trung tâm của nam thành trác khang nói tôi sẽ tác động để chuyển mấy trường trọng điểm của nam thành tới đường tử di cười nói ông chủ chắc có thế lực lớn thật đấy trác khang cũng cười chỉ là vài mánh nhỏ thôi chẳng đáng là gì so với cậu ngô cả nếu không phải có cậu ngô thì khu biệt thự Thái Khang vẫn chỉ một vùng đất chết mà thôi. Ông ta khựng lại một chút rồi nói, cậu ngô, đến lúc đó khi chúng tôi xây dựng dự án mới thì phải nhờ đến cậu rồi. Ngô Bình, không thành vấn đề. Đường tử di cười nói, em nhớ là Lưu Tuấn Phi hứa cho anh căn biệt thự số một đúng không? Ngô Bình rất lạnh nhạt, giờ thì chắc cậu ta không cho nữa đâu. Đường tử di nói, em đã lấy được căn biệt thự đó rồi, nói rồi cô ấy đưa một cái chìa khóa cho Ngô Bình. Anh thấy hơi bất ngờ, căn biệt thự số 1 của Thái Khang trị giá 30 triệu tệ, đường tử di hào phóng thật đấy. Anh nhận lấy chìa khóa và nói cảm ơn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 5